Ok các bác nha, rất là tuyệt vời luôn. Hiện tại em Hiệu đang ở khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Các bác này về buổi tối này nhìn phê lắm các bác ạ, đứng ở cái góc này rất là đẹp, rất là phê luôn. Đấy, đây. Đây, thằng con nhà em đây. Vừa hello mọi người. Ok, rất tuyệt vời luôn. Em sẽ quay mấy góc cho các bác xem nhá. Ở cái vị trí này rất là đẹp luôn. Đây là cột mốc biên giới này. 102 này, cột mốc này. Đấy, các bác đến đây các bác có hay chụp ảnh ở đây này. Đấy. Nó là của pháo nổ đấy các bác ạ. Các bác nghe không? Giòn tan luôn. Ok chưa? Đây là cái cầu này, là cái cầu cầu Kiều, gọi là cái cầu Kiều các bác này. Mỗi bên làm một lửa đấy, đến tận giữa kìa. Mỗi bên Việt Nam với cả Trung Quốc mỗi bên làm một lửa, bỏ ra đầu tư mỗi bên làm một lửa đấy. Đây là hai cái tòa này này, đèn led này rất đẹp luôn, bên Trung Quốc ánh sáng của nó rất đẹp. Đấy, chỗ này thì tuyệt vời luôn. Đây cửa khẩu đây, đây là cái cổng để chúng ta đi qua lại thông quan đây, rất đẹp luôn. Đấy, ánh sáng cổng của chúng ta cũng không thua kém với cổng nước bạn, rất đẹp, rất là hoành tráng, nhìn rất là vững chãi. Đấy, đây. Còn đây báo cáo các bác này, là sau em ấy, đây này, ngay cạnh em. Đấy, Trung Quốc lại bật pháo hoa. Ngay cạnh em nó một ngôi đền mẫu cực kỳ là thiêng ở khu vực Lào Cai các bác nhé. Đấy, cực kỳ thiêng luôn, rất đẹp luôn. Hôm nay hiện tại là đang có một cái buổi lễ giải hạn, thì hôm nay em cũng đưa người nhà đến để tham quan thôi, nhưng mà cũng tình cờ là xem được cái lễ buổi lễ giải hạn của đền mẫu. Đấy, các bác nghe không, pháo nổ giòn tan. Ở bên Trung Quốc ấy, người ta không cấm pháo, đốt thoải mái luôn, rất đẹp luôn, buổi tối rất đẹp luôn. Đây là nước bạn này. Còn đây nước mình bên này đây, rất là đẹp các bác nhá. Bây giờ em Hiệu sẽ đi quay cho các bác một số góc để các bác xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.